lý do gì em quyết định để chuyển sang làm cho Standard Chartered Bank? Thì bạn ấy cười rất tươi và tự tin, bạn bảo là em là thuộc cộng đồng LGBT, và ở Standard Chartered Bank thì thực sự là có một môi trường mà hòa nhập và đa dạng như thế, nên em được là chính em. Nên nghe những câu chuyện như thế thì chị khá là vui mừng. Chỉ dừng lại cái tác động đối với cả nhân viên hoặc là tổ chức, mà chị nghĩ là bọn chị cũng rất tự hào khi mà mang tới cái sự tác động ra xã hội. Chẳng hạn chị nói đơn giản như là cái việc mà bên chị đưa ra cái chính sách là nghỉ sinh bình đẳng cho cả nam và nữ, đúng không? Thì rõ ràng chị nghĩ rằng là bỏ cái rào cản, cái định kiến của xã hội từ xa xưa là cái việc mà thiên chức nuôi con là của người mẹ, nhưng rõ ràng bây giờ là của cả người bố. Thế và bọn chị ở trong ngân hàng ấy, thì bọn chị có những cái ngày lễ để kỷ niệm. Bọn chị không chỉ kỷ niệm những ngày của phụ nữ, tôn vinh phụ nữ, mà bọn chị cũng kỷ niệm và tôn vinh những ngày của đàn ông. Ví dụ ngày 19 tháng 11 là ngày đàn ông thế giới, hoặc là bọn chị sẽ kỷ niệm ngày thứ ba màu tím là cái ngày để chia sẻ cái sự đồng cảm và tôn vinh những người khuyết tật. Bọn em luôn quan niệm là người khuyết tật là một thành viên của xã hội, cho nên là bọn em cũng rất hạn chế sử dụng từ cộng đồng, bởi vì bọn em mong muốn là người khuyết tật cũng là một phần của xã hội, thể hiện cái sự diversity, cái sự đa dạng trong xã hội mà thôi. Trước đây á, mọi người thường hay nghĩ người khuyết tật là kém may mắn, hoặc thì cái cuộc thi Đời Đất Đỏ đó mang tới một cái sân chơi để người khuyết tật ở khắp nơi Việt Nam có thể kể câu chuyện của mình là câu chuyện đỏ. Cái gì của DD đó là tôn trọng cái sự đa dạng và thúc đẩy cái sự đa dạng trong tổ chức của mình, và đặc biệt là thúc đẩy cái đa dạng và hòa nhập người khuyết tật tại các cái doanh nghiệp, giúp tạo ra cái năng suất, cái hiệu quả cho tổ chức, và thậm chí là khi mà chúng ta có nhiều thành phần, nhiều đối tượng, nhiều cái giới tính, nhiều cái sự khác biệt tham gia vào, thì chúng ta sẽ có được cái góc nhìn của nhiều bên, và đặc biệt là chúng ta sẽ cung cấp được những cái dịch vụ, những cái hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình.